Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày mùng 3 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại các địa phương. 11 tháng đầu năm, Hưng Yên thu ngân sách nhà nước đạt gần 13.000 tỷ đồng. Trồng quất cảnh trên giàn, cách làm hay ở Văn Giang. Tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều nơi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đối với ông Phạm Văn Sướng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên bổ nhiệm ông Phạm Văn Sướng, trưởng phòng phát thanh, giữ chức Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2019. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng tin tưởng tân Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên Phạm Văn Sướng tiếp tục phát huy năng lực của mình trên cương vị mới, cùng ban giám đốc và cán bộ phóng viên, nhân viên của đài đoàn kết, chung sức đồng lòng, nâng cao trách nhiệm và tính chuyên nghiệp báo chí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chú ý việc phân công nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực cho phù hợp. Tập thể lãnh đạo viên chức lao động của đài tiếp tục tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn để tạo ra những cán bộ có đủ đức tài, đủ điều kiện tiếp cận với xu hướng truyền thông hiện đại. Cũng trong sáng nay, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự của các huyện, thành phố, Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức khám tuyển của các địa phương, đồng thời biểu dương tinh thần hăng hái của các thanh niên tham gia khám tuyển. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn cần tập trung nâng cao cho công tác khám tuyển, làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân cần tổ chức chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật, không để xảy ra sai sót. Hội đồng khám của các huyện, thành phố, thị xã cần tổ chức khám kỹ lưỡng, đảm bảo thanh niên đủ điều kiện sức khỏe khi giao cho các đơn vị. Các thanh niên sau khi trúng tuyển cần hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thâm nhập. Các ban ngành đoàn thể địa phương thường xuyên tổ chức thăm hỏi động viên các thanh niên yên tâm phấn khởi, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến hết tháng 11, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 13.000 tỷ đồng, đạt 101% dự toán năm. Đã có nhiều sắc thuế hoàn thành, vượt mức kế hoạch đề ra. Theo đó, thu nội địa đạt trên 9.600 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. Thu thuế xuất nhập khẩu đạt trên 3.386 tỷ đồng, 102% dự toán. Có nhiều doanh nghiệp nộp thuế đạt cao, ở khối doanh nghiệp nhà nước là chi nhánh xăng dầu Hưng Yên nộp trên 375 tỷ đồng, Viettel Hưng Yên nộp 74 tỷ đồng, doanh nghiệp ngoài quốc doanh là công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Hòa Phát nộp 163 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bia rượu nước giải khát Hà Nội nộp 418 tỷ đồng, công ty cổ phần Daikin Air Conditioning nộp 391 tỷ đồng, công ty cổ phần thương mại bia Hà Nội Hưng Yên 89 nộp 119 tỷ đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam nộp 163 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Lavi tại Hưng Yên nộp 132 tỷ đồng. Đã có một số sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán là thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ, thu tiền khai thác khoáng sản tài nguyên nước, thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, lao động có trình độ tay nghề cao, nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Hưng Yên tiếp tục tăng khá. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút gần 40 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Hưng Yên, chiếm 62% tổng vốn đầu tư. Trong tổng số 459 dự án đầu tư nước ngoài đầu tư vào địa bàn tỉnh đến thời điểm này, với số vốn đăng ký đầu tư 4,5 tỷ đô la Mỹ thì các doanh nghiệp Nhật Bản có tới 162 dự án với tổng số vốn đầu tư 2,8 tỷ đô la Mỹ. Đây hầu hết là các dự án có vốn đầu tư lớn công nghệ hiện đại tập trung tại khu công nghiệp Thăng Long 2.
Khu công nghiệp Minh Đức trên địa bàn thị xã Mỹ Hào được phê duyệt quy hoạch từ tháng 1 năm 2007 đến năm 2009. Doanh nghiệp đã chi trả toàn bộ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân có đất nằm trong dự án bị thu hồi với tổng số gần 200 tỷ đồng. Nhưng đến nay, đã hơn 10 năm, chủ đầu tư vẫn gặp rất nhiều khó khăn do chưa có mặt bằng để thi công vì một số hộ dân cố tình đòi mức giá cao, vượt ngoài khung giá quy định của nhà nước. Ngay khi cơ quan quản lý nhà nước các cấp hoàn thành phương án thu hồi đất, đền bù và giải phóng mặt bằng từ năm 2008, gia đình ông Hùng, bà Mai ở thôn Phúc Bố, xã Ngọc Lâm có 1,2 mẫu ruộng đều sớm nhận tiền để chuyển đổi nghề, lấy tiền đền bù làm vốn phát triển kinh tế gia đình. Ông bà và nhiều hộ dân khác đều mong muốn khu công nghiệp sớm triển khai xây dựng, đi vào hoạt động để nhân dân có điều kiện tập trung phát triển kinh tế bằng các ngành nghề dịch vụ cho lao động trong các nhà máy, xí nghiệp của khu công nghiệp. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là công ty vào hoạt động thì vào hoạt động được bao nhiêu thì nó ổn định với cái tình hình đời sống của bà con, hai nữa là cái sinh hoạt rồi công ăn việc làm nó ổn định, rồi cái đồng tiền khi lấy về đã sử vào cái công việc của gia đình nó cũng đã ổn định. Ai cũng mong muốn vì là nếu như về đây thì con cái nó có công ăn việc làm ở gần này, hoặc đường xá nó thông thoáng thì ai cũng muốn. Khu công nghiệp Minh Đức có diện tích gần 200 hectare, nằm trên địa bàn phường Minh Đức, phường Bạch Sam và xã Ngọc Lâm, với tổng số trên 1.200 hộ dân có đất nông nghiệp nằm trong chỉ giới quy hoạch thu hồi đất xây dựng khu. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất của gần 540 hộ thuộc phường Minh Đức, trên 210 hộ thuộc phường Bạch Sam và hơn 250 hộ ở hai thôn Ngọc Lãng và Hoài Lâm, xã Ngọc Lâm đã hoàn thành. Duy chỉ còn lại khoảng 20 hectare của hơn 100 hộ trong số trên 230 hộ dân có đất nằm trong dự án thu hồi thuộc thôn Phúc Bố, xã Ngọc Lâm chưa nhận tiền đền bù do nhân dân cố tình đòi mức giá cao, vượt quá khung giá quy định về đền bù thu hồi đất của nhà nước. Thực hiện các quy định phê duyệt của Ủy ban tỉnh về cái phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân để thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Minh Đức, thì công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng VNT đã chi trả toàn bộ số tiền bồi thường hỗ trợ theo đúng các quy định phê duyệt từ năm 2008-2009. Tuy nhiên thì cho đến nay sau 11 năm thì công ty vẫn còn vướng mắc trong công tác giải phóng bằng, cho nên là chưa triển khai được xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp. Rõ ràng nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Minh Đức cần sớm được giải quyết để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp đầu tư, cũng như không làm ảnh hưởng đến môi trường thu hút dự án và đầu tư trên địa bàn tỉnh. Vì hàng trăm tỷ đồng doanh nghiệp đã chi trả và hỗ trợ thêm cho các hộ dân về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng từ các năm 2008, 2009 và năm 2017 với số tiền trên 71 triệu đồng một sào 360m2. Nhưng đến nay vẫn chưa có mặt bằng để triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp cho đồng bộ, hiện đại theo đúng cam kết của nhà đầu tư với cơ quan quản lý nhà nước. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tận dụng diện tích đất bãi, nhiều xã ven đê huyện Kim Động đã trồng cây chuối và cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện Kim Động hiện có gần 400 hectare chuối tây và chuối tiêu, trong đó tập trung tại các xã ven đê như Mai Động, Hùng An, Đức Hợp, Ngọc Thanh. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này bà con nông dân đang tích cực chăm sóc để chuối có buồng quả to, đẹp, phục vụ thị trường Tết. Theo người dân cho biết, thời điểm này chuối tây được bán với giá 7.000 đồng một kg, chuối tiêu 4.000 đồng một kg, một sào ước cho thu khoảng 10 triệu đồng. Nhiều hộ trên địa bàn huyện Kim Động mở rộng diện tích trồng chuối và có thu nhập hàng trăm triệu đồng đến 1 tỷ đồng, như hộ chị Trần Thị Hiền ở xã Đức Hợp, ông Đào Văn Nguyện ở xã Hùng An. Trước thực tế đất canh tác ngày càng bị thu hẹp thì việc tìm kiếm các loại cây trồng vật nuôi và phương pháp thâm canh mới nhằm mang lại hiệu quả cao là vô cùng cần thiết. Mô hình trồng quất cảnh trên giàn sắt ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang mà chúng tôi giới thiệu sau đây là một minh chứng. Gia đình ông Vũ Quang Ngọc ở thôn Hoàng Trạch có vườn quất cảnh ngay tại khuôn viên xung quanh nhà. Để tiết kiệm diện tích, ông đã dựng giàn bằng sắt hình chữ A với độ cao gần 2 mét. Hai bên cạnh đặt khoảng 3-4 hàng cây trồng trong lọ, vừa tăng được số lượng mà vẫn đảm bảo không gian, ánh sáng cho cây phát triển. Ông Ngọc cho biết, xu hướng vài năm gần đây, loại cây này đang được người tiêu dùng ưa chuộng do vừa nhỏ gọn, sạch sẽ, dễ vận chuyển.
để làm cảnh được dài ngày, thậm chí sau Tết, người dùng còn có thể tiếp tục trồng tại nhà. Nhờ đó, lượng tiêu thụ luôn cao. Gia đình ông cũng là người đầu tiên và thành công trong việc đưa cây quất cảnh vào trồng trong chậu, trong lọ cảnh để trên giàn ở huyện Văn Giang. Trồng cái này thì trên cả sân gạch nhưng tôi vẫn làm bình thường mà. Nó chẳng liên quan gì đến cái đất cả. Nếu mà cái số cây trên giàn này so với số cây trồng dưới đất thì nó phải số lượng phải tăng lên gấp 6 lần. Như năm nay gia đình làm tới 7.000 nọ. Thật ra cái giàn này thì nó cũng không đắt lắm. Đầu tư một năm thì phải dùng 5, 7 năm hoặc 10 năm nhà di ra lên đây 5 năm rồi chưa sao cả. Tìm hiểu, tại các nhà vườn ở đây cho biết, đưa cây vào trồng trong chậu, lọ có nhiều ưu điểm như tiện chăm sóc, dễ điều chỉnh thời điểm ra hoa, đậu quả, dễ uốn tỉa, tạo tán, khi vận chuyển cũng tiện lợi và đặc biệt là dễ ứng phó với úng ngập mỗi khi có mưa to. Quan trọng hơn cả là hiệu quả mang lại cao hơn và nếu trồng trên giàn thì còn cao hơn nhiều. Minh chứng là số lượng cây trong chậu bán gấp nhiều lần so với cây trồng tại ruộng, đồng thời giá cũng cao hơn. Chậu này là chậu 60, là một sào là được khoảng 300, còn 50 phải được khoảng 500 một sào. Cứ bình quân là em bán này là 900 đến 1 triệu một cây, một sào là tầm khoảng 300 triệu. Em bán hết rồi ạ. Trồng trên đất thì một sào được 200 cây, mà bán chỉ bình quân từ 6 đến 700 một cây. Thì một năm một sào đấy chỉ được có khoảng độ hơn 100 triệu. Ước tính tại xã Mễ Sở và một số địa phương chuyên cây cảnh ở Văn Giang có khoảng hàng trăm hộ chuyển sang trồng quất cam bưởi trong chậu và hàng chục mô hình trồng trên giàn. Qua đây cho thấy, phương thức thâm canh này không chỉ mang lại hiệu quả cao hơn mà còn mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả, phù hợp với thực tế diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp như hiện nay. Để góp phần cải thiện môi trường sống, xây dựng nông thôn ngày càng sạch đẹp, vừa qua nhân dân thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử đã đóng góp trên 300 triệu đồng và hiến đất làm rãnh thoát nước. Trước đây, đường làng thôn Đoàn Đào thường xuyên bị ứ đọng nước khi mưa lớn kéo dài. Để khắc phục tình trạng này, cuối tháng 10 vừa qua, nhân dân trong thôn đã triển khai thi công làm trên 2,3 km rãnh thoát nước. Theo thiết kế, rãnh thoát nước có chiều rộng 70cm và sâu 70cm, có nắp bê tông, đáy rãnh đóng cọc tre và đổ bê tông tươi. Tổng kinh phí dự kiến của công trình là trên 1 tỷ 600 triệu đồng, trong đó nhân dân tự đóng góp trên 300 triệu đồng. Cùng với việc đóng góp tiền của để công trình triển khai thi công được thuận lợi, các hộ dân trong thôn còn hiến trên 200 ngày công lao động 50 mét vuông đất và phá dỡ 55 mét tường bao, tiêu biểu như hộ gia đình ông Phạm Văn Bôn, ông Tạ Quang Dũng. Dự kiến công trình rãnh thoát nước của thôn Đoàn Đào sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2019. Để tạo ra sân chơi lành mạnh cho trẻ em, người dân thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ cũng đã đóng góp hơn 200 triệu đồng để xây dựng sân vận động. Khi thực hiện dồn ruộng, thôn Trung Đạo đã quy hoạch khu đất để xây dựng sân thể thao với diện tích gần 2.000 m2. Tháng 10 năm 2019, sân thể thao được đưa vào sử dụng với nhiều bộ môn thể thao như bóng đá, điền kinh, xà đơn, xà kép. Thôn đã vận động bà con nhân dân đóng góp 210 triệu đồng, san lấp mặt bằng xây dựng sân chơi cho trẻ em. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Văn Tươi, Nguyễn Quang Huy. Sân thể thao này không chỉ là điểm sinh hoạt chung, một sân chơi lành mạnh tránh xa game online và các tệ nạn xã hội như cờ bạc cho trẻ em, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng phát động, Quỹ vì người nghèo tỉnh đã nhận được sự đóng góp ủng hộ với tổng số tiền là gần 6,5 tỷ đồng của 77 cơ quan đơn vị doanh nghiệp và các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, cấp huyện, xã là gần 5,8 tỷ đồng và cấp tỉnh trên 700 triệu đồng. Nhiều đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ nhiều có thể kể đến các địa phương của huyện Văn Lâm trên 790 triệu đồng, huyện Khoái Châu hơn 750 triệu đồng, Tổng công ty May Hương Yên, công ty cổ phần 50 triệu đồng, công ty cổ phần thép Việt Ý 30 triệu đồng, công ty cổ phần may và dịch vụ Hương Long 20 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo được vận động nhằm mục đích chia sẻ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn vượt khó ổn định cuộc sống. Với mục tiêu chăm lo tốt cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công với cách mạng, những năm qua, huyện Khoái Châu đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tập trung xây dựng nhà ở cho các đối tượng này gắn với thực hiện các tiêu chí giảm nghèo bền vững.
Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Hiệt, 77 tuổi, có hoàn cảnh đơn thân và là một trong những hộ nghèo ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, phải đi làm thuê quanh năm. Dù cố gắng dành dụm nhưng vẫn không đủ tiền xây nhà. Này được sự quan tâm của các cấp ngành, được sự hỗ trợ của anh em họ hàng, bà đã vay mượn thêm để xây nhà mới. Căn nhà đang hoàn thiện, chuẩn bị khánh thành. Bà Hiệt không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa, nắng, giông bão. Nhà nước quan tâm đến cho tôi là tôi rất phấn khởi. Trước tôi là có cái nhà rộn nát ở khổ sở, nay tôi làm lại được cái nhà tôi rất phấn khởi và mừng. Gia đình chị Trần Thị Thêm, thôn Đức Nhuận cũng vừa mới khánh thành ngôi nhà xây kiên cố. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, trước đây ở trong căn nhà tạm siêu vẹo. Được Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ, họ hàng cho vay mượn để xây nhà mới với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã từ cái nguồn quỹ người nghèo của cấp huyện vận động được từ các cái tổ chức cá nhân của huyện thì cũng đã quan tâm rà soát thế rồi hỗ trợ đặc biệt là hộ nghèo có cái hoàn cảnh khó khăn thế và làm sao đó để quan tâm tới các hộ nghèo Tết đến xuân về cũng sẽ có những cái ngôi nhà khang trang sạch đẹp bền chắc để người nghèo trong địa bàn huyện là đều đón một cái Tết đầm ấm vui vẻ. Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo và nâng cao mức sống hộ gia đình chính sách, đảm bảo 100% hộ gia đình chính sách có mức sống từ trung bình trở lên so với người dân nơi cư trú. Cùng với việc hỗ trợ vốn vay cho các hộ phát triển kinh tế, năm 2019, huyện Khoái Châu đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 35 nhà ở cho 35 hộ với tổng số tiền trên 443 triệu đồng. Theo kết quả rà soát, hiện toàn huyện Khoái Châu còn 91 hộ cần được hỗ trợ về nhà ở, trong đó có 58 hộ thuộc diện gia đình chính sách, người có công và 33 hộ thuộc diện hộ nghèo. Toàn huyện đang phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ xây nhà ở cho các đối tượng này. Trong 3 năm qua, thị xã Mỹ Hào đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình dân vận khéo ở các địa phương, đơn vị với nhiều lĩnh vực phong phú đa dạng của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã. Qua 3 năm tổ chức thực hiện kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020, thị xã Mỹ Hào đã xây dựng mới 33 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong đó, lĩnh vực phát triển kinh tế có 16 mô hình, lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường có 17 mô hình. Còn lại là các mô hình theo chức năng nhiệm vụ của các ban, phòng, ngành, đoàn thể thị xã. Các mô hình không chỉ tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng mà còn góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các xã, phường có nhiều mô hình dân vận khéo, hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như phường Bần Yên Nhân, phường Nhân Hòa. Hiện nay, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Dù ngành chức năng và các địa phương đã nhiều lần ra quân giải tỏa, nhưng tình trạng này không hề giảm mà ngày càng gia tăng với mức độ cao hơn. Trên các trục đường chính qua khu vực thị trấn ở các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn diễn ra khá phức tạp. Khắp nơi đều lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường, làm nơi tập kết vật liệu. Trên các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 38, 39 và các tỉnh lộ qua thị trấn Yên Mỹ, Bô Thời, Lương Bằng, Hiệp Cường, tình trạng biển quảng cáo và mái che lấn chiếm lề đường đã làm che khuất biển chỉ dẫn dành cho các phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Tại các điểm này, người tham gia giao thông luôn bị ức chế bởi cảm giác ngột ngạt căng thẳng vì lượng xe cộ lưu thông đông đúc, trong khi lòng đường hẹp bị lấn chiếm, không còn hành lang giao thông. Nguyên nhân để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè không được xử lý dứt điểm, một phần là sự thiếu quyết liệt từ chính quyền địa phương. Trong quá trình xử lý vẫn còn tình trạng nể nang nên chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở. Chính vì vậy các điểm vi phạm không những không được xử lý dứt điểm mà còn gia tăng. Dân vẫn có cái tệ nạn bày bán ra ngoài đường. Bởi xã nó thực ra ngoài nhà nó nằm hơi lỏng lẻo. Đây là do cái thói quen của người dân, cho nên là cứ tiện ở đâu là họ mua ở đó. Trong cái công tác về đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì nó cũng còn một số những cái việc mà chưa đảm bảo được. Ví dụ như là cái công tác tuyên truyền có lúc có nơi thì các cái ban ngành đoàn thể cũng chưa thật sự vào cuộc.
tỉnh Hưng Yên đã có kế hoạch số 93 ngày 31 tháng 3 năm 2017 chỉ đạo các địa phương đến hết tháng 7 năm 2017 phải tập trung giải quyết dứt điểm, tổ chức rà soát kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm khắc, kiên quyết không để tái phát các vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, trả lại sự thông thoáng cho lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, đến nay sau hơn 2 năm thực hiện, tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến và chưa có dấu hiệu dừng lại. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.